Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây camera máy ảnh của Xiaomi GT5G được chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên Xiaomi GT5G, lỗi hỏng, chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn được lúc không, đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần camera máy ảnh của Xiaomi GT5G đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các link phụ kiện trên Xiaomi GT5G, quy trình thay thế, sửa chữa bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện của chỉnh sửa Xiaomi GT5G đến tận địa chỉ bị các bạn yêu cầu. Riêng đối với phần camera máy ảnh thì luôn có sẵn, quý vị các bạn chuyển đến cái địa chỉ của di động cao cấp.vn là có thể thay mới được nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận thay thế sửa chữa Xiaomi GT5G.